Hello hello, xin chào tất cả các bác đã trở lại với Kinorio. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục về cho tất cả các bác được một lô loa 2 bát 25. Nhưng nó sử dụng cho mình là dòng chép kèn các bác nhá. Và cái dòng thương hiệu này là hàng nội địa Trung Quốc, hàng cực kỳ là cao cấp, đó là Tata. Nếu mà các bác nào mà đã hát livestream thu âm nhiều rồi thì các bác chỉ cần nhắc đến là Tata là các bác biết ngay rằng nó là một cái dòng thương hiệu mic thu âm cực kỳ là chất lượng của nội địa Trung Quốc các bác nhá. Thì em cũng đã làm về cái thằng Tata này cực kỳ là nhiều, phải tính từ khoảng tầm 3 năm, phải tầm 3 năm rồi các bác nhá. Thì cái thời gian gần đây ấy, khoảng từ 2014 trở đi là Tata đã phát triển dần sang karaoke. Đấy, ngoài mic thu âm ra thì họ là sản xuất thêm đó là loa karaoke các bác nhá. Thì hôm nay em cũng về được một lô loa phải nói thực sự là siêu lướt. Đấy, các bác nhìn cái vẻ bề ngoài của nó thì nói thực sự luôn là các bác, loa này là loa bác để đứng cũng được mà để nằm cũng được các bác nhá. Đấy, để đứng cũng được, nằm cũng được, rất là đẹp luôn. Từ cái form dáng các bác này quá là chất lượng luôn. Đấy, hoặc là bác treo đây. Thường loa này thường là người ta sẽ treo. Đấy, treo ở phòng hát được chưa? Hoặc là bác để đứng, nếu mà bác nào mà thích để đứng thì bác xoay tem là được. Tem này các bác bóc ra, bác dán tem ngược lại như này là ok nhá. Và đây là cái thông số bên trong các bác này. Đấy. Thông số bên trong này. Con này là Tata này. Đấy, có cả mã cào đấy đang còn nguyên các bác nhá. Thằng này siêu lướt, quá là đẹp luôn anh em ạ. Con này là độ nhạy là 97 dB này ở 4 ohm. Và con này xuống phải nói thực sự là sâu, là 35 Hz cho đến 19k ở 280W anh em nhé. Model của nó là EKT102. Nếu mà các bác nào mà muốn tham khảo thêm chi tiết hơn nữa thì các bác có thể là gõ vào cái model là EKT102 đấy, của thằng Tata này các bác nhé. Đây là mã cào check mã chính hãng này, ok chưa? Thằng này phải nói thực sự rất là đẹp luôn anh em, rất đẹp luôn, dáng này đẹp. Thằng này chỉ về vệ sinh chấm chút cho các bác tí nữa là được. Đấy, một đôi này thì các bác nhìn này, một đôi loa 2 bát 25 này nó phải tương đương với là một đôi loa 40. Và cho các bác xem qua một chút thông số nhá. Đấy, đẹp. Và số lượng nữa thực sự các bác luôn, đôi này em chỉ có đầu đến 10 cặp. Chỉ có đầu đến 10 cặp các bác nhé. Và em đang tháo ra kiểm tra. Đấy, tháo kiểm tra vào đây là cái phân tần. Thì nó sử dụng cho mình là một cái phân tần phải nói thực sự luôn với các bác là quá là khủng luôn. Đấy, phân tần của nó nó sử dụng cho mình hoàn toàn là tủ Zontech. Một cái dòng tủ mà gì ạ, khá là mắc tiền. Và cái chất âm nó đưa ra cũng khá là hay các bác nhé. Cái phân tần này cũng do Tata sản xuất luôn. Ok chưa? Đấy, đây là cái gì đây? Đây là chở nhôm các bác này. 3 con chở sứ, 2 quần cán. Đấy, quá đẹp luôn. Thùng này là thùng ván ép anh em nhé, chứ không phải là thùng mùn cưa. Ui, rổ thùng hơi này, rổ hơi rất là to luôn anh em. Được chưa? Và đây cho các bác xem. Đây. Đấy, đây là bát của nó này. Đây bát. Nó sử dụng cho mình là bát từ đơn anh em nhé. Quá đẹp luôn. Và đây là cái họng của nó này. Nó sử dụng cho mình con chép các bác này. Đấy, con chép này. Con chép này là con chép kèn cực kỳ luôn. Con này thì nó sử dụng cho mình là côn 45 anh em nhé. Chép kèn côn 45. Đấy, từ cực kỳ là to và nặng. Thì các bác yên tâm là rằng cái bát xuống sâu, cái bát xuống cực kỳ sâu mềm. Và cái chép phải nói rất là sáng rồi. Thì một đôi này thì cũng cam kết với tất cả các bác rằng là gì ạ, nó sẽ gì ạ, chơi sẽ không cần phải súp nữa, mà vẫn đảm bảo cho các bác rằng là cái chép cực kỳ là xa, cực kỳ là sáng luôn. Ok anh em chưa? Đấy, vòm thùng đẹp này. Đấy, hàng siêu lướt luôn anh em. Ok chưa? Quá đẹp luôn anh em nhá. Lỗ thùng hơi phía trước uy lực, chép sáng. Thì lô này em có cả màu trắng và màu đen nhé. Bạn nào thích màu đen thì em sẽ ấy màu đen. Và gì ạ? Màu trắng thì sẽ có màu trắng. Quá đẹp luôn anh em. Phải nói thực sự một dòng loa này quá đẳng cấp luôn. Thứ nhất là vẽ bề ngoài này. Đây. Đây, cho các bác nhìn này. Quá, này. Quá đẹp luôn. Cái này mà tốt tát thêm nữa thôi, đẹp như mới luôn. Phải nói một từ là thiếu hộp phốm thôi. Được chưa? Đương nhiên là em sẽ bao cho tất cả các bác là bát tép phân tần là zin. Zin đét luôn anh em nhé. Đấy, ngày mai sẽ lên cái video test trước. Và số lượng thì không có nhiều. Và đương nhiên là hàng xịn, hàng nội địa Trung Quốc. Nhưng mà hàng trung ương thì giá nó sẽ rất là cao. Thì bên em đang chào bán với tất cả các bác đó là gì ạ, 7.500.000 đồng một cặp này các bác nhé. 7.500.000. Nó sẽ tương đương với một đôi loa full 40. Mà thậm chí nó sẽ lợi ích hơn là nó chơi không cần phải súp nữa anh ạ. Một đôi này đủ, rất là đủ luôn. Tức là gì ạ, không cần súp này, chép ra cực kỳ sáng này. Đấy, nó chép họng kèn này anh em nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu đặt hàng trước thì để anh em về chơi Tết thì quá là ok rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.